Đây nhóm chúng tôi đang nhìn các em mà làm lễ tốt nghiệp á. Đây là ngày sinh viên tốt nghiệp ra trường đây. Nhìn những cái bạn này họ háo hức với những cái bộ quần áo. Cái này là gọi gì? Tú tài à? Hay cử nhân à? Tốt nghiệp. Cử nhân à? Hết cấp luôn. Nhìn thấy thương lắm. Làm gì cử nhân. À, cái này để mà đội cái này là đốt đống tiền của bố mẹ đây. Thực ra thành bại trong cuộc đời, cái này bắt đầu ra đời mới nói cuộc đời mới bắt đầu. À, bạn nghe cái câu chuyện của trường quốc tế hôm qua chưa? À, trường quốc tế đấy tên là gì? Tên là gì Xuân? Em không nhớ nữa, cái gì mà IS à, ừ, cái trường quốc tế danh giá nhất à, đấy là cái khát khao của những bậc phụ huynh đưa con vào trường quốc tế. Tôi đã nói từ lâu rồi, cái trường quốc tế là chắc chắn bạn vào đấy là con bạn nói giỏi tiếng Anh là cái chắc luôn. Chắc chắn là nó giỏi tiếng Anh. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng nó nói toàn bằng tiếng Anh không à. Còn cái đạo đức thì chưa biết được. Cái đầu tiên tôi nói với các bạn về trường quốc tế, đây tôi không phải tiêu cực đâu, nhưng tôi nói thật đấy, các trường quốc tế ở Việt Nam ấy, tôi không nói tất cả nhưng mà đa số, một là nó rất tốn tiền. Cái đứa trẻ mà hôm qua bị đòn ấy, tơi tả bị bạn đánh dã man như là con ngan ở trên trường ấy, là một năm nó đóng 800 triệu, 6 đến 800 triệu một đứa. Xin lỗi bạn, học cái méo gì mà đóng tới 800 triệu một đứa, và cuối cùng học xong nó ra thành cái gì? Và nó nói chuyện bậy và chuyện tục thì dễ dên sên bò luôn. Một cái hậu quả tiếp theo của trường quốc tế là nó tôn vinh tiếng Anh. Nó cho rằng tiếng Anh là ngôn ngữ cao quý nhất thế giới nên là nó không chịu họ nói tiếng Việt đâu. Đây tôi nhìn các cái bạn trẻ tốt nghiệp đây, tôi nghĩ chắc đó cũng trường quốc tế đấy. Này trường quốc tế ra trường này. Thì mình chia sẻ với các bạn là thôi học trường làng cho lành. Một trong những bộ môn quan trọng nhất mà bạn phải cho con bạn đi học, và bạn yêu con thì đúng rồi. Những cái câu chuyện của cái chị mà hôm qua cho con vào học trường quốc tế và nó đánh như vỡ mặt ấy, thì dạy chúng ta một điều này này. Học trường làng thôi bạn ạ. À. Học trường chính quy, học trường công. Và bộ môn quan trọng nhất ấy, nó cũng phải dạy, nó còn phải dạy cả ở nhà nữa cơ. Đó là bộ môn đạo đức. Đó là đi học phải thương yêu bạn bè, phải nhường nhịn, đừng có đánh đập người ta. Và môn thứ hai phải học nếu muốn trở thành người có ích cho đất nước, có ích cho xã hội, đó là bộ môn lịch sử. Thì rất tiếc hai cái bộ môn đó ở trong trường quốc tế hầu như nó xem nhẹ. Quốc tế nó thổi phồng cái môn tiếng Anh ấy. Tôi nhìn thấy các cái bạn trẻ mà hôm nay tốt nghiệp này. Đây, bạn nhìn cái ngày tốt nghiệp của họ đây. Một cái khu đô thị sang trọng đẹp ha. Đây là bạn nhớ là thôi, nếu mà bạn không có điều kiện cho con học quốc tế thì có khi đó cũng là điều tốt đấy. Đó lại là điều tốt đấy. Học trường quốc tế mà như cái chị hôm nay ấy, là một năm đóng cho ba đứa con hết 2 tỷ rưỡi. 2 tỷ rưỡi để đi học mà còn đến lớp còn bị thầy giáo còn sưng cồ nữa thì không đáng. Bạn nghĩ nào về điều này?